Hey hey, và hôm nay khỏe không tất cả anh em? Dũng Senpai đây và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Cuphead. Rất là xin lỗi anh em đã không Cuphead bữa giờ vì hồi trước mình có một vài việc khiến mình không thể tiếp tục chơi Cuphead được và mình đã để bỏ một khoảng thời gian dài cho thằng em mình nó chơi. Không biết nó chơi tới đâu rồi. Ok, và hôm nay mình sẽ quay trở lại Cuphead và mình nghĩ là mình có thể phá đảo Cuphead bởi vì nó là một trong những tựa game mà mình rất ưa thích mà mình bỏ quên bữa giờ. Lâu quá rồi không chơi anh em ơi, nhớ vãi luôn à. Cái âm nhạc này, cái hình ảnh này. Và hồi bữa chúng ta đã đến hồ bãi, còn cái con hoa hòe kia kìa. Hey, hello, chào anh bạn, đầu gì đây, đầu rìu. À được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây. À hình như đây, đi qua bên này là đi qua phần tiếp theo thì phải. It well, ice too. Chúng ta qua phần đảo 2, gọi là qua đảo 2. Welcome. Wow, bên này những cái sự... khu vui chơi ấy. Bên này có rất là nhiều lá cờ. Thằng em mình nó chơi qua đến tận bên này rồi. Vậy là chỉ mới chơi ở dưới này thôi. Mới chơi được hơn 2 màn. Bên này nữa 3 màn. Được rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu với cái này đầu tiên. Để xem nào. Regular, được rồi. Pyramid, màn ở đây. What the fuck. Thần đen đấy em ơi. Mà thần đen đó. What? Đúng rồi. Ây, what the, lâu quá giờ không chơi, bây giờ phản ứng chậm quá trời luôn. Ây, bình tĩnh, tự tin, bình tĩnh. Cái gì đây? Ây, hình như chúng ta, ta bắn cái khuôn mặt là tìm được đường vào. anh em đừng buồn nha, tại một tháng rồi mới quay trở lại chơi Cuphead. Trình gà thấy hẳn luôn. Đâu? Đó là bữa giờ bố chưa chơi thôi, bây giờ mới chơi lại này con. Cái gì đây? Lúc nãy nó có thả cái này đâu ta? What the? Hay quá, đúng rồi. Cái nãy nó làm gì? Ây đầu, bó tay luôn, vừa vào game cái. Cái gì mất 2 máu ơi. Rồi chết rồi, lại cái kia rồi. Cái này là cái... Ây. Được rồi, 2 mạng. 3 mạng là cao nhất đây này mà. 3 mạng là cao nhất. 3 mạng là cao nhất. Đúng rồi. Đâu có dễ vậy được. Wow. Easy. Cuphead vừa nói xong, sorry, I'm so sorry. Boom. What the fuck. Thôi chết. Thôi mất điểm vô duyên rồi. Thôi chết rồi. Mất điểm mắc vô duyên luôn anh em ơi. Mất điểm mắc vô duyên, thôi chết đi cho nó nhanh. Được rồi. Bây giờ đã quay trở lại với cái không khí chơi Cuphead hồi bữa rồi. Trời đất ơi, khó thế, không biết đậu xanh nữa chưa. Rồi, chuẩn bị làm tuyệt kỹ nào nè. Rồi, mở ra, ôi, cái gì đây. What the fuck. Bam. Nó mở cái hồn ra anh em. Trời ơi. Nó mở cái hồn ra nữa cơ, đậu xanh, cái gì, cái con gì, cái thế kia, con này ốc sên à. Oh yeah, hay lắm. Đâu có thể dễ dàng mà mất máu vậy được. Boy, good job boy. Được rồi. Nổ bom chết bia mày. Lòi mặt ra đây con. Đúng rồi. Boom. Hay lắm. Rồi, lại cái đạn này ạ. Cái đạn này khó ghê nhở. Ôi, khó. Ôi, nó bắn ra hành tinh. Khóc lóc chạy về hả? Đứng lại đấy. Ôi, chiêu gì đây nữa? Lại chiêu gì đây nữa? Đầu xanh. Ôi, Người gỗ kia. Người gỗ đầu xanh, người gỗ. Đâm vào đầu nó. Bùm, hay lắm. Rồi, chết chưa? Vẫn chưa chết kìa. Đầu thế không biết. Hay lắm. Ơi. Ơi.
Ơi, xui vái luôn. Ôi, thôi chết rồi. Thôi chết rồi anh em ơi, nó làm cái chiêu thức gì đây? Ôi, 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 đậu xanh. What? Tôi gần về đích rồi, đậu cay thế cái thằng đình đèn. Lại còn có boss thần đen nữa cơ. Sắp win rồi chứ phải đâu. Chết chưa? Ui, tôi giết được nó mà tôi vẫn còn một máu. À, tôi quả này, tôi quả này là xác định rồi. Quả này là tôi chết rồi. Ôi, cái gì thế kia? Sao một cái thì nó bắn treo, một cái nó bắn hình hình vuông thế này. Thế này bắn vuông góc thế sao chơi? Đậu xanh lại suýt thắng nữa kìa. Hay lắm. Oh yeah. Ôi nhưng mà còn một máu. Lần nào qua đây nó cũng còn một máu thế này. Lại bao nhỏ luôn. Ê, ê, ê. Trời đất ơi. Mày ăn đạn này. Úi xồi ôi. Sướng chưa? Holy moly, holy moly. Holy moly, tôi còn 3 máu rồi nè mày. Nè mày. 3 máu anh em ơi. Holy shit, cố lên, cố lên. Hay lắm, đúng rồi. Ôi xồi ôi, hay quá. That's right. That's fucking right, bitch. Yes, yes, yes. Yes. Ooh. Oh. Bam. Ôi mệt quá đi đậu xanh, nó chơi trời đất cái game gì mà nó khó thấy bà nội luôn á. Ôi vậy mà thằng em mình nó chơi qua được này, nó kinh vãi luôn á. Khó thế ông Việt. Đây có cái map gì đây nữa này. Đây trong này còn map này. Đây chơi luôn cái map này đi. Map gì mà như kiểu là wow, what the hell. What the hell? Cái này là cái khu khu tấu hài à? khu diễn xiếc. Gọi là khu diễn xiếc mới đúng nhỉ? Ôi, ôi. Cái gì thế? Ôi. À, bập bênh. Lại còn bập bênh nữa cơ. Ôi. What the fuck? Anh đùa. Cái gì? Từ từ. What the hell? Đi qua đây, đi qua đây nào. Ôi, 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 đúng rồi, ái rồi. Ê. Mình tính nhảy lên đi parry mà không được đâu, xin. Qua là đấy, đấy, ôi, easy. Easy. Bởi vì anh ấy đã có tốc biến rồi. Đấy. Ôi, đậu xanh nó chứ. Đúng rồi. Ôi, đừng chị ơi. Ôi! Ui nó còn nổ nữa cơ đâu. Mày bắn bố này, bắn cái gì thế kia? Cái thằng áo thuật gia. Ôi ôi ôi. Ê! Ê! Ôi, quỳ luôn. Mất luôn một máu rồi. Cái đó là cái để đập búa ấy nè, cầm búa đập là nó bay lên, ai đập mệt là nó bay lên. Còn cái này cái gì? Cái này cái gì đây? Ê! Sao nguy hiểm thế này? Ôi! Ê! Trời ơi! Thì ra là nó bắn vào thế nào là nó bị rơi thế này mà. Hay lắm! À, trồn bố được đấy. Ok, được rồi. Đậu xanh. Bam! Ngon rồi! Ok, hiểu rồi nha. Ơi, đậu xanh mình quên mất vừa mới nói xong luôn. Đậu bó tay thiệt chứ.
Ê, đúng lúc thế. Đúng lúc nó vừa bắn luôn. Hay lắm. Đi được nửa đường thôi. Hay ơi, khó quá. Trong này là cái gì nó cũng khó hết. Cái gì nó cũng có gắn một cái mark màu trắng ở bên ghi chữ khờ ó kho sắc khó. Ok, ba máu anh em ơi, ba máu. Hay lắm, đúng rồi. Đậu xanh mấy chu chứ lại. Ê, trời đất ơi, sao nó bắn lung lúc qua bên nè. Ôi, đầu nó chứ. Tôi thiệt tôi đéo. Ê, đúng rồi. Mày bắn tung lung không? Mắc buồn luôn. Nó bắn đúng khó luôn đây này mà. Ôi thật chứ. Quỳ luôn. Ôi. Toàn bóng với bay, toàn bóng bay với lại bóng bi với lại là người chú hề. Đúng là đạp xiếc có khác. Ê, cái gì đây? Ê. Máy vịt. Máy vịt đây nè mày. Ôi. Máy vịt. Ê, rồi, máy vịt nổ rồi, ngon quá mà. Được rồi, đoạn nào đây? Cái gì đây? Boss à? Tôi boss chưa? Cái gì đây? SNA gì đây nhở? Ê! Choa nó nhổ nước bọt. nó phóng một cái tia nước bọt bay ngang thế này chứ mình không ngờ được. Trời ơi, lại nào. Đây rồi. Cái con thùng đây rồi, cầm súng kìa. À nó cầm súng, quên. Mày cầm súng máy, cầm súng máy. Ok, được rồi, đến con nhổ nước bọt. Chúa ghét con này luôn. Nhổ nước bọt đi em. Ôi, đậu xanh. Ôi, kinh thế. Ôi. Con kinh vãi luôn anh em ơi. Ây. Nhổ nước bọt liên tục luôn. Con gì ấy, mình biết con gì đằng sau cuối, con boss cuối của cái đoạn. Mình gần tới được kìa. Mình gần tới nơi được kìa. Gần sông màn rồi. Đây rồi. Thì ra là mày là cái con khạc nước bọt. Nhà mày. Bố bắn hết. Ôi. Bravo. Còn đúng một máu, đầu xanh nhà nó chứ. Tuyệt vời, mỗi lần qua một màn nào đó, mặc dù là C cũng được, chơi hết C cũng được, đậu xanh miễn sao qua màn là được rồi. Mình thế không biết. Chơi 30 phút mới qua được hai màn là thế éo nào ta. Mình gà vãi luôn, hay mình gà hay là do nó quá khó rồi anh em. Mình éo biết luôn, đây cái lồng chim gì đây nữa này. Đậu xanh vô. Trời ơi, nó khổ dễ sợ luôn. Cái gì đây nữa, lại còn chim nữa. Ôi thôi chết tôi rồi. Ôi gì nữa, thôi có mày có gì. Ôi nó nhả trứng. Nó nhả trứng anh em ơi, đúng rồi. Nó nhả trứng, ok. Oh, what the. Cái gì đây? Mấy con chim đeo cái đinh kìa. Vãi. Ôi nó nhả trứng kia rồi. Nhả trứng ghê đấy mà. Nhả trứng ghê quá. Úi giời ơi. Ôi. Nó tha luôn. Ồ không, dễ né. Nhìn vậy thôi chứ dễ né. Bắn chim tiếp với mày. Ôi bắn luôn cả con chim Perry rồi. Đậu xanh rồi. Để
Đây rồi. Vô máy, vô máy, bắn tiếp máy. Ôi rồi ôi, sao nó bắn nhiều thế nhở? Ôi, bắn tiếp đi, đúng rồi. Ô, con này không khó lắm anh em ơi. Ê, con chim này không khó lắm. Rồi lại. Ui lại tiếp kìa, sao nó ném lông hoài thế kìa. Hay lắm. Hay lắm, ê, what the. Chưa. Ui. Chưa tập, mình chơi con này không chết luôn kìa. Mình chơi hay vãi luôn. Bắn tiếp máy. Bắn tiếp máy. Mày ăn đạn này. Mày ăn đạn này. Hết chưa. Ôi, còn một máu. Ôi. Ôi, cái đệt. Ôi, hình quá. Đúng rồi. Mày ăn đạn. Ô, hết chưa. Ôi, vẫn còn thế kia. Trời ơi. Ai ơi. Vỗ tay nào đây. Lần đầu chơi cái lên được tới tận đây luôn là ghê lắm rồi. Lần đầu đánh boss. À, con này nó cũng không khó lắm nhưng mà nó nhiều ấy quá, nó nhiều cái chuyển đổi quá. Nó chuyển hết trạng thái này sang trạng thái khác một đống luôn. Nguy hiểm thế. Đấy, bắn đi, bắn đúng rồi, bắn cho bố. Hay lắm. Rồi sao nữa? Ôi! Đầu xanh nhà nó. Chết tôi rồi. Còn đúng một máu. Ôi thôi chết rồi. Ôi biết vậy mình parry rồi ngày lúc đấy luôn thì hay rồi. Cày thế. Ôi được rồi, ngon lắm, vẫn còn 3 máu anh em ơi. Mày này, đầu xanh. Hay lắm, bắn đi, bắn bố này. Đúng rồi, đâu nữa. Rồi sao, mà tính sao. Ê, gì quá em ơi. Em dị vãi nồi luôn. Nó có cái tổ kìa, nó ngồi trên cái tổ nó biết bay. Nó hư cấu vai nồi. Đúng rồi, đấy, ném thêm. Đúng rồi, hay lắm. Ôi sao mình lại bị mất máu kìa. Bố tiên sư nó chưa. Đấy là đúng rồi, bắn như này là chuẩn luôn này. Ôi vãi thật. Bắn. Úi dồi ôi. Chết chưa, sao lâu chết thế. Ôi. Nhìn này. Khóc ra máu luôn. Ôi, hai máu. Hai máu everyone, hai máu. Mày ăn cứt này, đâu sẽ như mày. Ôi thôi chết rồi, một máu. Ôi. Ai. Wait, tôi thắng à. Ê, tôi thắng. Yeah. Tôi tưởng là tôi chết đây mà. Tôi tưởng là đoàn đấy còn một máu là đúng là mình chết mà. Ủa. Uầy. À vậy mà thắng kìa. Ồ. Nice. Ok, thì rất cảm ơn anh em đã xem tập hôm nay. Chúng ta đã đánh bại được hai con boss và đi qua một cái bàn. Phải nói là ma nó đau đầu dễ sợ. Khó, nó khó mà muốn đập bàn phím kinh luôn á. Cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp lại anh em ở tập tiếp theo của Cuphead. Và bây giờ thì xin chào và chúc một ngày tốt lành. Bye bye.